Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc kim quỹ giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo khoang giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng họa, ngày mậu ngọ, chi sinh can nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi nhâm tý giáp tý ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xung với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính tý, giáp tý, tuổi xung trong tháng, tuổi tân tỵ, đinh tỵ. Về các sao tốt trong ngày, sao tốt gồm có sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao phụ hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc, sao ngũ hợp, tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thiên lại sáu mọi việc sao hoang vu sáu mọi việc sao hoàng sa sáu đối với xuất hành vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc và sau đây mà các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọa mạo dậu. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi ở trong người. Và để cho ngày hôm nay trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn, bạn mệnh tuổi Tý cần phải loại bỏ những suy nghĩ cực đoan tiêu cực ra khỏi đầu mình. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, bạn mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm tới từ một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý chớ nên dễ dàng động lòng bởi chưa chắc họ đã đến với bạn với ý thật lòng. Đối với những bạn đang còn độc thân nên giữ khoảng cách với họ để có thể tìm hiểu kỹ hơn về họ nữa. Còn về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, bạn lại đang có được chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý, bạn là người nghiêm túc. Tuy nhiên, nhiều khi cũng vì thế mà thành ra quá cứng đầu, bảo thủ. Với bạn cần phải cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh nữa bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, căng thẳng, nóng nảy khi làm việc, dễ hành động thiếu kiểm soát từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy suy nghĩ cực đoan khi gặp phải những khó khăn từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa không nên nhụt trí, từ bỏ một cách quá dễ dàng từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ giữ khoảng cách với người khác phái từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc suy nghĩ bảo thủ thích làm theo ý của mình và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại cho nên tính khí của bạn thay đổi khá thất thường bạn tuổi Sửu không giữ được sự điềm tĩnh chính chắn cẩn thận như thường ngày nữa mà khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu khó chiều về con người của bạn với bạn tuổi Sửu đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bạn mệnh mất đi sự kiên nhẫn khi phải giải quyết những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Có lẽ với bạn tuổi xỉu đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong suốt khoảng thời gian vừa qua và cuối tuần là thời gian hợp lý để cho bạn nghỉ ngơi rồi đó bạn tuổi xỉu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi xỉu, bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. May mắn là nửa kia của bạn luôn là người dịu dàng, và thấu hiểu cho bạn. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn đừng có giấu giếm ở trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng thảo luận và đưa ra cách giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý nhất có thể về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy hay thay đổi không kiên định với mục tiêu tử vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa dễ mất đi sự kiên nhẫn khi thực hiện những công việc phức tạp tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ làm việc quá sức cần phải có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tâm sự với nửa kia để tìm ra cách giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý. Và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ. Cái điều này càng khiến cho bạn tuổi dần trở nên quyết đoán hơn. Với bạn tuổi dần, bạn nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay. Xong, dường như cũng vì thế cho nên với những quyết định của bạn lại thường khá hấp tấp và có phần vội vàng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, bạn cần phải chú ý thay đổi bản tính, cả thèm chóng chán của mình. Bạn nên duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt quãng thời gian dài tiến hành công việc. Có như vậy thì mới có thể đạt được thành công. Và ngày thứ bảy này, bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời của mình đang phát triển rất tốt đẹp. Và trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, hai người luôn trao đổi ý kiến với nhau. Chính vì vậy, cho nên bạn luôn luôn tìm được tiếng nói chung trong gia đình. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, quyết định vội vàng, dễ mắc phải sai sót. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, dễ bộ dự công việc giữa chừng khi gặp phải điều không như ý. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà hòa hợp với nhau tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu xanh lục màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi tuất Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão bước sang ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi mão cần phải chú ý tới vấn đề quản lý về tiền bạc trong ngày hôm nay và với bà tuổi mão nếu có kế hoạch đi đến nơi đông người bạn cần phải chú ý quản lý túi sách ví tiền của mình và nếu không cần thiết tốt nhất là bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão, nếu như bạn đang làm việc kinh doanh, buôn bán, bạn cũng chớ có vội vàng đưa ra quyết định về đầu tư vào thời điểm này, bởi rất có thể có kẻ lừa đảo đang giăng bẫy sẵn để cho bạn xa vào, vì vậy với bạn cần phải bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn với mình nếu như không muốn mất tiền một cách đáng tiếc. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp được ngày cô chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn làm công an lương thường không quá quan trọng vấn đề về chức vị hoặc là tiền bạc. Tuy nhiên, với bạn cũng đừng vì thế mà thành ra thui trọt ý chí phấn đấu, dễ thỏa mãn với thực tại bạn tuổi mão nhé về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, chú ý vấn đề quản lý về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, chi tiêu tiết kiệm, không nên phóng tay cho những việc không cần thiết. Tử vi tuổi kỹ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên đầu tư, chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn với mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, không quan trọng về tiền bạc và địa vị. Về đánh giá của bạn tuổi mẫu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu xanh ngọc màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này mang lại cho bạn có được nhiều niềm vui đặc biệt là đối với những ai làm những ngành nghề tự do kinh doanh buôn bán bạn nhận được một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua và trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì trong ngày thứ bảy này rất có thể bạn phải làm thêm giờ. Bạn vẫn duy trì được một mức lương ổn định và nếu như bạn muốn được thượng nóng hoặc là tăng chức, tăng lương, bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, dám nhận thêm trách nhiệm chứ không thể chỉ là hoàn thành tốt bổn phận của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà Tử Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn với những người lớn tuổi trong gia đình đang rất hòa thuận với nhau vì vậy khi bối rối trước tương lai của mình lạc lối trong công việc hay là trong việc tìm hướng đi của mình bạn có thể chia sẻ với những người lớn tuổi hãy tham khảo ý kiến của họ Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc duy trì mức lương ổn định tài chính không có nhiều biến động. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp chia sẻ những khó khăn với mọi người. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tôn trọng và quan tâm tới người thân yêu của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. tử vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ bước sang ngày thứ bảy này đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển rất thuận lợi nhờ bạn đang gặp được ngày có tam hợp cục chia chở với bà tuổi tỵ bạn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người do thái độ hòa nhã nhiệt tình nhờ thế mà bạn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa và quý nhân có thể sẽ là người mà bạn đã quên biết trong suốt khoảng thời gian bấy lâu. Bạn hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, người đó sẽ chỉ bảo cho bạn hướng đi khắc phục những vấn đề đang còn khúc mắc ở hiện tại và chỉ ra hướng đi phù hợp cho bạn trong tương lai nữa. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày tốt với bạn tuổi tỵ, bạn có thể thực hiện những công việc như là xuất hành, khai trương và những công việc quan trọng khác nhưng tránh việc kiện tụng, tranh chấp. Vì vậy, bạn nên lên kế hoạch để thực hiện công việc sao cho hợp lý. Như vậy, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, bạn gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của người ấy, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim thể hiện được khả năng khẳng định được giá trị của bản thân từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có cơ hội tăng tín trong sự nghiệp vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thân tuổi giàu Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với ba tuổi ngọ đang phạm phải ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình. Cái điều này tạo ra nhiều tác động xấu cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Với bạn dễ hành động nóng nảy do không chịu được những lời chỉ trích kích bác từ người khác và điều này khiến cho bạn càng vướng phải nhiều rắc rối hơn và dù lời phê phán từ phía người ngoài khó nghe nhưng bạn mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của họ sẽ giúp cho bạn tín bộ dần dần và chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khiên ngợi đó bạn tử ngọ nhé. Trong ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ, nếu có việc cần thiết phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn công việc được suôn sẻ và thuận lợi, gặp được nhiều may mắn. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tính khí hiếu thắng, không chịu được những lời kích bác. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, thích được khiên ngợi, không thích nghe những lời chê trách. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, quyết định nóng vội, dễ mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nếu phải đi xa thì nên xuất hành theo những hướng tốt, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, chớ tin theo những lời su nịnh của người ngoài. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Với bà tuổi mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành, họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bà tuổi mùi đang rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn có thể sẽ nhận được nhiều sự quan tâm chú ý đến từ những người khác giới. Vì vậy, bạn cũng cần phải mở rộng lòng mình hơn và bạn nhận ra xung quanh còn có rất nhiều người yêu mến mình nữa. Trong ngày này với bạn tuổi mùi, nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn mệnh có một ngày được yên bình. Bạn và nữ kia luôn yêu thương và tháo hiểu cho nhau cho nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả luôn khiến cho bạn cảm thấy được thư giãn và thoải mái hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy công việc của bạn lại đang rơi vào sự bế tắc. Với bạn tuổi mùi, không nên mâu thuẫn, đối đầu trực tiếp với cấp trên. Và nếu như có ý kiến gì bất đồng, thì bạn nên chú ý trong cách diễn đạt với mình. Cách thức diễn đạt quan điểm của mình một cách rõ ràng sao cho dễ hiểu bạn tuổi mùi nhé về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim vượng vận về đào hoa, hãy mở rộng lòng mình hơn với những người tiếp cận mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có được cơ hội gặp được người trong mộng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không nên nóng nảy, mau thuận với cấp trên. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chú ý cách diễn đạt của bản thân khi trò chuyện với người khác và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân bước sang ngày thứ bảy này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh và đây là dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với bạn tuổi thân trên phương diện tài lộc ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi thân vốn là người năng động cho nên luôn chủ động tìm ra các công việc làm thêm để được trả lương xứng đáng với mình. Và trong ngày này, một số người còn có được cơ hội phát tài bất ngờ vào cái thời điểm này. Một số tiền tuy không là lớn nhưng cũng đủ để cho bạn có được sự dư giả trong ít ngày. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó cho hợp lý. Đừng có tiêu xài một cách phung phí bừa bãi bạn tuổi thân nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia của mình lại không được máy tốt đẹp. một vài vấn đề bất ngờ phát sinh khiến cho hai người đều cảm thấy buồn bực ở trong người. và với bạn tử than đừng có vội nóng giận, quy trách nhiệm cho ai đó mà bạn cần phải bình tĩnh trò chuyện để hóa giải những xích mích với nhau vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa phát tài dựa vào sự may mắn của bản thân tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên có kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên mở rộng mối quan hệ không nên khép mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hiểu lầm nửa kia đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện để tháo gỡ và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi thìn tuổi tỵ Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi dậu cho chúng ta thấy là với ba tuổi dậu đang có được báo hiệu gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cho nên bạn trải qua một ngày rất chi là vui vẻ và ngày này đối với những bạn đang làm công ăn lương thì có một ngày rất có thể phải làm thêm công việc của mình bạn được cấp trên đánh giá rất cao và trao cho một phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra từ trước tới nay với bạn tứ dậu hãy coi đó là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai và nếu như bạn muốn giữ một vị thế cao hơn trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại và bạn cần phải tiếp tục trau dồi rèn luyện về kỹ năng đồng thời xác định những mục tiêu tiếp theo của mình có tham vọng hơn nữa Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Về mối quan hệ tình cảm của bạn phát triển không được lý tưởng, bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của chính mình. Nếu không muốn, tương lai của bạn sẽ phải hối tiếc về sau này vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có thái độ làm việc chăm chỉ cần cù và cẩn thận tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nhận được sự đánh giá cao của cấp trên tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nhận được khoản tiền thượng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc không nên vội hài lòng với thực tại tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim cần phải lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu trắng quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi tỵ tuổi sửu Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất mở rộng được những mối quan hệ về hợp tác làm ăn của mình. Với những mối quan hệ ấy sẽ giúp cho bạn kiếm được một khoản tiền lời lại kha khá và nhanh chóng trở thành con giáp giàu có. Bạn cần phải tiếp tục giữ uh, vững mối quan hệ và phát huy những ưu điểm của mình nữa bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì rất có thể phải làm thêm công việc của mình trong ngày thứ bảy. Bạn có được một mức tiền lương ổn định trong thời gian này, bạn cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, đặt mục tiêu cao xa hơn nếu như muốn cải thiện về tình hình tài chính của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp thời gian để nhận thêm những công việc về làm thêm cho mình ngày thứ bảy, chủ nhật nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tốt cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này giúp cho bạn đang có được một mái ấm gia đình rất hạnh phúc. Và nếu như bạn đã kết hôn, hẳn hai người sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mọi khi nóng nảy. Sự bao dung sẽ giúp cho cả hai người tín thật xa hơn và luôn giữ được mái ấm hạnh phúc gia đình. vai tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa mở rộng được mối quan hệ về hợp tác làm ăn từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có được cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nửa kia có được sự thấu hiểu và thông cảm cho bạn từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim vợ chồng bao dung và cùng nhau vượt qua những khó khăn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cần phải cố gắng hơn nữa nếu như muốn cải thiện về tình hình tài chính Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi Tuất. Từ vi tuổi hỏi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ bảy này, đang có điểm báo, gặp ngày có cục diện ngũ hành, thủy họa xung khắc, các điều này làm cho bạn tuổi hợi dễ gặp phải những điều không như ý muốn trong các mối quan hệ xã hội của mình. Và không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Và biết vậy thì bạn không nên quá thất vọng hoặc là bị tổn thương mình nhé. Về phương diện gia đình, trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như ý muốn. Hai người tỏa ra khá lạnh nhạt với nhau. Vì vậy, với bà tuổi hợi, hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì. Và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng có đẩy đôi bên tới bờ vực tan vỡ. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bại này, bà tuổi dậu cũng đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy sự nghiệp của bản mệnh cũng đang có nhiều sự bất chắc sự chèn ép của cấp trên và đồng nghiệp khiến cho bạn cảm thấy rất nặng nề và bạn tuổi hợi hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu hoặc là dành thời gian để suy nghĩ xem công việc mình đang làm có thực sự là đáng giá hay không bạn tuổi hợi nhé vài từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa các mối quan hệ xã hội không được như ý tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ vợ chồng có sự lạnh nhạt có những dấu hiệu rạn nứt tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hãy có trách nhiệm hơn với gia đình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên hành động lý trí chứ để cho cảm xúc lấn át tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy vướng phải những mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.